Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Trên tay mình nay đang là một sản phẩm, nó sẽ liên quan đến cái việc tập thể dục, thể thao rồi các thứ. Và nó có tên là Move Now. Đây là đến từ một hãng tên là hãng Move này. Thì họ thì có thêm một vài sản phẩm nữa thì nó cũng liên quan đến hỗ trợ trong việc luyện tập sức khỏe. Và đây sẽ là một cái vòng đeo tay, và nó còn được gọi là một cái huấn luyện viên cá nhân, đây Personal Coach, là để giúp các bạn có thể luyện tập và đạt hiệu quả cao nhất. Vậy thì cái này nó là gì, cái chức hoạt động của nó ra làm sao, và hôm nay trong bài này chúng ta sẽ có một bài mở hộp và cùng tìm hiểu với em nó nhá. Đầu tiên chúng ta nhìn qua một chút về chiếc hộp, thì về cái cách trang trí của hộp cũng đã thể hiện rõ về cái chức năng của cái vòng đeo tay này. Phía bên cạnh thì chúng ta sẽ có thêm một vài những cái tính năng nổi bật, ví dụ như là nó có thể kháng nước này, nó có sensor cảm nhận chuyển động 3D này, rồi chúng ta có thể đeo ở chỗ nào cũng được, đeo cổ chân được luôn nhá, và thậm chí là chúng ta có cả 2 giây nữa. Ở phần mặt sau này thì sẽ có những cái thông tin sâu hơn về cái personal coach mà mình có nói lúc đầu các bạn, là cái huấn luyện viên cá nhân ấy, thì cái này nó cũng đóng vai trò như cái đấy luôn. Cách thức hoạt động như nào thì bây giờ tí nữa sẽ nói với các bạn. Bây giờ cứ mở hộp đã. Cách mở rất là dễ này, chúng ta phải kéo sang là xong. Phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một tập sách hướng dẫn sử dụng, và chúng ta sẽ có một cái dụng cụ ở đây. Cái dụng cụ này là gì thì chút nữa mình sẽ nói. Ở đây ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có 2 dây. Đây là cái dây phiên bản này là dài hơn, cái dây này thì là ngắn hơn một chút. Và cái sản phẩm quan trọng ở trong cái hộp này đó chính là cái lõi đỏ đỏ ở đây. Các bạn nhìn này, đây mình lấy cho các bạn xem nhá. Đó, chính là cái lõi đỏ đỏ này. Đây chính là cái quan trọng nhất của cái sản phẩm này. Và nói tóm lại thì chúng ta chỉ có gần đấy thôi, không có sạc, không có tai nghe, không có đọc sim. Cái này như mình vẫn nói ban nãy thì cái này nó chính là một cái dụng cụ để giúp chúng ta có thể gỡ được cái cục pin của cái này ra. Cái này sử dụng nó để bẩy cái phần pin này ra để thay thế. Mình thử xem. Khá là dễ dàng các bạn, lấy pin là khá là dễ dàng. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái cục pin này. Và đây sẽ là chúng ta sử dụng pin kiểu pin cúc áo để thay thế. Rất là dễ dàng. Và các bạn đợi một chút thì mình sẽ cất những cái thứ này đi, và chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem cái này hoạt động như thế nào, và sẽ kết nối với điện thoại chúng ta như thế nào nhá. Đầu tiên thì trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng nhận xét qua một chút về cái dây này đã. Cái dây đeo này thực sự thì mình thấy nó khá là tốt. Chất liệu thì được làm như kiểu dạng cao su hoặc là silicone gì đó, thì nó đem lại độ đàn hồi rất là ngon. Cộng thêm nữa thì mình sờ và cảm giác cũng rất là mềm. Cái sản phẩm này thì mình cũng khuyến cáo luôn là một số những cái bạn có cái bệnh sợ lỗ ấy, thì tốt nhất các bạn không nên mua, bởi vì nhìn này. Nhìn đi. À, toàn lỗ luôn. Thực sự thì nó không có gì để nói nhiều, cái phần lõi của nó được làm từ nhựa. Chúng ta có thể bấm vào để thực hiện một số những cái thao tác như gọi là kết nối với cả điện thoại chẳng hạn. Và để có thể kết nối được với cái vòng đeo tay này thì các bạn cần sẽ có một cái ứng dụng, nó có tên là Move như này. Cái này chúng ta có thể search ở trên App Store của iOS hay là App Store của Android thì đều có. Để vào được cái ứng dụng này thì nó sẽ có thực hiện một vài cái bước ban đầu, ví dụ như là các bạn phải đăng nhập này, các bạn nhập tên, tuổi, giới tính, rồi chiều cao, cân nặng thì mình đã làm hết rồi. Và trên cái phần trang chủ của cái phần mềm này, chúng ta thấy rằng sẽ có rất nhiều những cái hoạt động thể thao chúng ta lựa chọn. Và bởi vì là chúng ta phải lựa chọn trước khi chúng ta thực hiện, ví dụ như chúng ta chạy chẳng hạn, chúng ta sẽ phải chọn cái hành động là chạy, thì cái này nó mới nhận diện được là ok, ông đang chạy thì tôi sẽ cho những cái lời khuyên, nó là huấn luyện riêng cho ông để phù hợp với cái hoạt động đấy. Và đây thì mình sẽ chọn ví dụ như là walk to sweat này chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể chọn các level khác nhau. Đó, chúng ta chọn level khác nhau với các cái mức thời gian này. Và ở dưới cùng này có một cái lựa chọn người ta gọi là chạy máy chạy. Thì nếu như bạn là chạy bộ bên ngoài không cần được cái này, nhưng nếu bạn là chọn máy chạy thì các bạn sẽ phải ấn vào đây, nhưng mình không có máy chạy ạ. Và trước khi thực hiện các cái hoạt động thể dục thể thao này thì các bạn nhớ ấn một lần vào trong cái lõi đỏ này, và nó sẽ kết nối Move Now này, đó, kết nối rất là nhanh. Nó có dặn luôn là đặt ở trên cái này, nó sẽ đặt luôn ở trên mắt cá chân này, và tình trạng pin đang rất tốt. Rồi, continue to work out. Và cái này thì các bạn điều chỉnh tai nghe nhá. Bởi vì là nó là personal coach, tức là huấn luyện viên cá nhân, thì có nghĩa rằng là nó sẽ chỉ dẫn cho các bạn qua tai nghe. Và khi chúng ta hoạt động, chúng ta tập thể dục, chúng ta luyện sức khỏe, thì các bạn có thể nghe theo những cái lời hướng dẫn của nó và sẽ tối ưu hóa được cái bài tập của mình. Mình thì tạm thời vẫn đang nghe thấy nó chỉ là tiếng Anh thôi, nhưng mà chưa có tiếng Việt. Đây các bạn nghe thử này. Okay, the first interval is about to start. I will be helping you along the way. We are aiming for at least 124 steps per minute intervals today. Ở đây là cái màn hình mà khi chúng ta bắt đầu luyện tập, và phía góc trên bên phải thì chúng ta sẽ có một cái chế độ lựa chọn là giảm bớt đi mấy cái lời nói vào bên tai, tức là các bạn tự tin vào khả năng luyện tập của bạn rồi thì bỏ bớt cái này đi để giúp các bạn tập trung hơn. Và khi các bạn luyện tập xong rồi thì chúng ta sẽ ấn pause đây và chúng ta sẽ kết thúc bài tập. Và đó là cách thức hoạt động của cái chiếc đồng hồ đeo tay Move Now này.
tổng kết lại một chút thì mình thấy rằng là nó, nói chung là cái này thì không phải điểm mạnh về thiết kế hay là điểm mạnh về cái gì cả, thực sự thì cái bên ngoài của nó thì không hề nổi bật một chút nào cả, nhưng mà nó lại sở hữu cho mình rất nhiều những cái tính năng thông minh mà thậm chí là nhiều cái vòng đeo tay sức khỏe khác không có, ví dụ như là cái personal coach chẳng hạn. Cái đấy là một cái thực sự mình thấy rất là hay, nó chỉ dẫn chúng ta qua tai nghe và nó giúp chúng ta là có thể tối ưu hóa được bài tập rất là dễ dàng, như kiểu là đã có một người huấn luyện viên đứng ngay bên cạnh vậy. Phần mềm của nó cũng rất là dễ dùng này, rất là dễ kết nối, và khi mà các bạn không tập nữa thì nó ngắt kết nối luôn, thì nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm pin như cái này và cũng như là tiết kiệm pin cho điện thoại. Và vừa rồi thì chúng ta đã có một bài mở hộp và cùng nhau tìm hiểu về chiếc vòng đeo tay thể thao Move Now. Và các bạn có hỏi thêm gì về cái vòng tay này thì có thể để lại phần comment bên dưới đấy nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.